Chào mừng quý vị đến với ngôi nhà của niềm vui và tình bằng hữu. Và ngôi nhà đó mang tên là Nhập Gia Tùy Tục. Và tôi, người dẫn chương trình Dustin Phúc Nguyễn. Còn tôi là Xoay Dũng. Xoay Dũng, Dũng Xoay, giáo sư. Mà mỗi một ngày anh phải làm mới bản thân mình. Thì bây giờ có hôm thì là Dũng Xoay, có hôm thì là Xoay Dũng, có hôm thì là Dũng, có hôm thì là Xoay. Thế nó mới mới mẻ. Vâng, tôi xin lại được chào đón người anh em sinh đôi của tôi ra sân khấu đầu tiên. Xin mời CJ đến từ Nigeria. Người em gái út Anh Sara. Lương Vũ đến từ Mỹ. Cô gái xinh đẹp đến từ đất nước Nga, Lily. Xin chào ạ. Xin mời bạn Salim. Xin chào các bạn và khán giả. Cô nàng chân dài đến từ Pháp, Mika Chu. Các cô gái trong gia đình này thì luôn luôn hết sức lộng lẫy. Mỗi một ngày các cô bước ra sân khấu là một sự bất ngờ dành cho tất cả anh em chúng tôi và cả quý vị khán giả nữa. Hôm nay chúng ta sẽ có một kiểu chào mới. Bình thường là chúng ta nhập gia tùy tục, tức là các em đã đến Việt Nam thì các em chào theo kiểu Việt Nam rồi. Bây giờ hôm nay anh em mình sẽ thử chào theo kiểu của đất nước của một trong số các thành viên trong gia đình chúng ta. Từ em đi, em sẽ dạy cho tất cả mọi người cách chào đầu tiên khi mà gặp nhau ở đất nước Palestine của em. Vâng. Như nào? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hả? Việc gì phải nói nhanh? Đổi người. Đã không hiểu rồi còn nói nhanh nữa. Khi trả lời sẽ đảo ngược lại. Assalamu alaikum. Alaikum salam. À lại ngược lại à? Vâng. Tức là chào anh, em sẽ bảo là anh chào. Có nghĩa là bình an đến với các bạn. Bình an đến với các bạn. Vâng, xin cảm ơn Salim với câu chào của ngày hôm nay. Assalamu alaikum. Và chúng tôi không buôn bán thêm nữa, bởi vì chúng tôi phải giới thiệu một người khách mời, một người mà chắc quý vị chỉ cần nhìn thấy cô ấy bước ra sân khấu, quý vị sẽ thấy sự lộng lẫy của cô ấy. Xin được chào đón diễn viên Ellie Trần. Xin gửi lời chào đến tất cả khách mời rất đẹp trai và đẹp gái của chương trình. Và xin chào anh Dustin và anh Phai ạ. Vâng, cảm ơn Ellie Trần. Bây giờ chúng tôi xin phép được mời cô ấy về ghế để chúng ta chuẩn bị đến với chủ đề ngày hôm nay. Mời em. Ở Việt Nam nhé, có câu là hai người phụ nữ và một con vịt thì sẽ thành một cái chợ. Thế nhưng mà anh đảm bảo với em chỉ cần ông ngồi đầu này và ông ngồi đầu kia thôi. Còn ông ở giữa không biết là vịt hay là gì không tính, chứ coi như là ông nữa đây thì là còn quá cái chợ luôn. Tính anh em ngồi đây can cho ông là chính thôi. Sau đây chúng ta sẽ chơi một trò chơi cho nó căng thẳng hơn, đó là chúng ta sẽ chơi một trò chơi đầy tính trí tuệ. Biết trò gì không? Dạ không ạ. Quản tù tì. Ủa? Tù tì á? Tất nhiên ai thua có hình phạt. Luật chơi rất đơn giản. Bao ăn được búa, búa ăn được kéo, kéo ăn được bao. Đại khái thế, nhớ chưa? Sau đó, rất đơn giản, nếu đội nào thắng sẽ sang quẹt, chỉ đúng một đường thôi, quẹt và được chọn một chỗ ở trên mặt của người bên kia. Và bôi một phát lần đấy. Cái này bơi lên mặt của em không phải nhìn thấy được. Đấy là coi như lợi thế của em, ok chưa? Mọi người xong chưa? Hai bên sẵn sàng chưa? Yeah. Không cần tập luyện đúng không? Yeah. Yeah. Không hối hận đúng không? Không tập luyện. Ok. 1, 2, 3. Ra cái gì? Ra cái này. Đây là Mika sẽ quẹt vào mặt. Chua. Oh yeah. Come to mama. Quá hay, quá hay nè. Vẽ dâu đi, vẽ dâu đi. Nó thật chưa có dâu. Rồi, bắt đầu này. Quản tu ti, ra cái gì? Ra cái này!
Cho em bảo này, bên kia ra rất trễ. Em không đồng ý điều này. Lúc nãy Mika cũng ra trễ mà. Nhưng ra mà cái không. Nhưng mà chị Mika đã rất là chuẩn bị là sẽ bước ra. Còn đây là mọi người đang giống như là đang đứng chờ luôn. Làm lại. Quay lưng lại. Các bạn sẵn sàng nhá. 1, 2, 3 ra cái gì? Ra cái này. Như vậy là TJ sẽ được quẹt hai cô gái bất kỳ. Rồi, TJ chọn ai? Chọn ai? Trai thu chung ấn tượng của mình chứ. Phải chọn ai? Ai trước nào? Nhanh lên! Em không đâu! Tại sao em? Em đã đồng ý chơi thì phải đồng ý. Em sẽ thoải mái ở đây. Anh không phải là trong của em. Đã đồng ý chơi thì phải chịu. Đứng vào đây. Nó tại sao? Luật chơi rồi. Luật chơi là thế. Luật chơi là thế. Mình rất thích chơi này lắm. Cái nào mà xấu nhất á. Rồi, ok. 1 Rồi. 1, 2, 3 ra cái gì? Ra cái này. Ra cái này. Bắt đầu. Wow! Mika vô địch. Em có thể nhường các bạn nếu mà cần, nếu em có 3 lượt cơ mà. Thời của em tới rồi Sara ơi. Nhưng mà em bảo này em cái này gì đó. Em cảm thấy hơi thiệt thòi cho em chứ bây giờ em có chết. Nhưng mà không rõ cái gì rõ như này. Đây là màu đen á, đây là màu đen, đây là màu nâu, giá tôi là màu nâu nha, nó sẽ rõ nha. Khổ lắm. Từ 1 Một đường thôi. Rồi, đã xong. Rồi, thầy tôi. Rồi, cất cái chảo đi mọi người. Chúng tôi vừa chơi xong một trò chơi hết sức là trí tuệ, mang tính đấu trí cao và căng thẳng. Và thôi, sau đây chúng tôi sẽ đi lau mặt và quay trở lại chương trình. Các bạn đợi chúng tôi một lát. Rồi. Ok. Em sẵn sàng để có thể đi sâu vào một cái chủ đề gây tranh cãi đến mức nào? Em sợ những chủ đề quá nhạy cảm, thực sự là như vậy. Thế nào là chủ đề quá nhạy cảm? Ví dụ? Thì mấy cái vấn đề kiểu như là tình yêu. Tình yêu là nhạy cảm à? Thực ra chủ đề ngày hôm nay là chúng tôi định bàn về các loại hoa ở từng đất nước. Thì ok nhưng rồi. Vì em cho rằng chủ đề nhạy cảm đối với em là những chủ đề về tình yêu. Xin nhờ chương trình đổi luôn chủ đề ngày hôm nay sang sống thử. Hiếu khách chưa? Quá hiếu khách quá. Gia đình nhà mình là phải thế chứ, vỗ tay hiếu khách. Oh my god. Chúng ta. Chúng tôi là gia đình văn minh mà phải chiều khách chứ. Bây giờ ở Việt Nam cái từ gia đình văn hóa nghe nó gần hơn, nhưng mà đây gia đình văn minh. Chúng ta cũng sẽ nhìn nhận mọi vấn đề một cách trên quan điểm từ nhiều nền văn hóa nhưng nhìn chung là văn minh. Ok, bởi vì em đã đến đây với chương trình là nhập gia tùy tục, thành ra là mọi người đưa chủ đề nào thì em cũng sẽ ráng em đu theo vậy. Vậy thì bây giờ hãy cùng tập trung về sân khấu để cùng theo dõi tiểu phẩm đầu tiên, sau đó mình sẽ bàn luận thêm về chủ đề ngày hôm nay. Xin mời. Nhà anh đẹp quá trời quá đất luôn á, thiệt á. Ở dưới quê em á mà tao nói là em ơi ở trên này không có ngồi kiểu đó. Gì hả? Nép lại hả? Má em dặn lên đây á, trước á là nói với anh chuẩn bị đám cưới. Ok. Sau nữa là má cũng muốn em lên đây thăm dò anh một tí nữa. Thăm dò? Bây giờ em có 3 thử thách cho anh. Là muốn làm rể Việt Nam là phải thử thách như vậy hả? Dạ, về quê thế nào ba má cũng bắt làm y chang. Ok, anh chấp. Thử thách đầu tiên nha. Này đi. Cái gì vậy anh?
Anh hửi thử cái này là gì? Ồ, cái dầu gió hả? No, no. Nó giống như là dầu thơm Việt Nam vậy đó. Nhớ khai nhị qua đây hửi cho. Không, không, cái này không hửi nhớ mà. Nhớ khai nhị. Xịt vô chứ hả? Ờ, là xịt vào người. Thôi xịt cũng được, nước nhớ khai nhị hỏi trước. Thử coi. Rồi. Đó là nhớ khai nhị à? Ghét tôi hả? Kiss you. Thank you. Nhị đó. Chính nhị. Xác rồi mọi người, một chàng vỗ tay đó chính là rất thơm nước mắm nhị loại nhị. Bạn anh là ở Việt Nam lâu rồi cho nên là chịu được. Anh không chịu được cái mùi không, này. Không, anh phải thử. Nếu mà anh không thử là ba mẹ không cho cưới đâu. Tại vì đây là đặc sản quê hương em. Quốc hồn quốc túy nó nằm trong này đó anh. Làm nửa chai luôn thì rồi. Oh my god. Chắc anh lên máu quá. 100%. Tình yêu, tình yêu. Ráng lên nha anh. Còn hai thử thách nữa. Món thứ hai nha, nhẹ nhàng lắm. Đợi em tí xíu. Oh yeah. Cái gì vậy? Oh my god. Em vừa tính mở đâu nghe mùi sầu riêng ra. Ôi, anh thấy không? Oh my god. Ê, dậy cơm. Em có thể mời một cô ở đây thử xem. Sao cái gì cậu cũng biết vậy? Dậy cơm mà, ngon lắm. Mika rất muốn biết. Có phải là sầu riêng từ không, 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 thơm quá các bạn ơi. Ok, mình cả thử nha. Em kiểu vừa mới hít ba sẽ ổn ổn. Đây phim trường mà tại sao lại nghe mùi sầu riêng nhỉ? Oh my god. Oh my god. Ok, can I try mình can now? Ok. Bạn bè anh ăn rồi, anh không cần ăn được không? Đâu có được. Why? Bạn bè anh đâu có cưới em, anh là người cưới em. Yeah. Anh sống với em cả đời mà, đúng không mọi người? Đúng rồi. Làm thử đi nè. À. Bây giờ tình yêu với cô ấy lớn hơn miếng sầu riêng này không? Nếu mà lớn hơn thì đớp. Không cần phải nói đâu mọi người. Nói đâu mà sorry. Anh ăn là được chứ gì. Oh my god. Chỉ cần một miếng thôi là nó vượt qua thử thách của nhà em rồi. Món cuối cùng nha. Tới đám cưới của hai đứa mình á. Yeah. Thì mẹ có may cho hai đứa mình hai bộ áo dài, một nam một nữ. Không, nhưng mà anh không có mặc áo dài trong đám cưới được đâu. Anh là phải mặc là veston, em phải mặc sari chứ. No. Ở Việt Nam là anh phải mặc áo dài làm đám cưới ra mắt gia tiên anh. Nhưng mà cái, theo truyền thống của bên anh nữa chứ. Cân bằng tất cả mọi... Em rồi, honey. Sao vậy? Mặc vest đẹp trai hơn mà. Đúng rồi, đẹp trai. Ông nội. Bạn tốt của tôi nè, nãy giờ ủng hộ tôi rất nhiều luôn á. Anh nói là bữa nay chỉ hai đứa qua nhà với nhau. Rồi xong bây giờ anh hẹn 8-9 con người qua đây. Cái mọi người bên anh, mọi người bỏ em. Mọi người nói cái gì cũng tốt cho anh hết trơn. Rồi anh không thử nghĩ cho em một đám cưới dưới miền Tây đó. Rước dâu bằng một chiếc ghe vậy tự nhiên cô dâu bằng cái sao rê dài 18 mét. Nó dài hơn cái đuôi tôm, cái xe ghe nữa. Làm sao mà được, nó quấn vô cái ghe em chết trong ghe. Cho nên phải mặc áo dài. Mà em mặc áo dài không lẽ anh mặc vest thì kỳ. Áo dài phải đi chung với áo dài. Ok thôi rồi, anh vì yêu em nên anh làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà có một chuyện, em phải chiều ngược lại anh. Trời ơi, bao nhiêu chuyện anh làm cho em được, không để một chuyện nhỏ em làm không được. Làm chuyện gì nè? Anh muốn thử. Thử gì ta? À, thử nấu ăn đúng không? Tài nấu ăn của em cực kỳ giỏi. Không không, anh muốn sống thử. Sống thử là... Rồi, là mình sống với nhau, mình ở với nhau trước khi kết hôn á. No! Why? David, no! Oh, sao em bất ngờ vậy? Cái chuyện này nó quá bình thường mà. Không được, em là ba mẹ dặn là ở quê không có như vậy được. Không thể nào ăn cơm trước kẻn được. Gia môn, lễ giáo, thuần phong, mỹ tục. Em phải đám cưới với nhà chồng rồi thì em mới được bước qua không nhà, ơi, nhà chồng. Em nghe anh nói nè. Cái ơi, chuyện là mình cưới vợ, cưới chồng thì mình muốn biết là có phù hợp hay không. Thì mình phải sống thử với nhau, cái chuyện đó rất là bình thường. Anh ơi, nếu như anh thử mà anh thấy nó không ngon thì anh có trả về nhà sản xuất không? Ờ thì... Không, đó là cái chuyện chúng ta đồng ý với nhau sòng phẳng thôi. Đời con gái của em không thể nào dễ dàng như vậy được anh ơi. Sống thử đi. Em đã đưa ra bao nhiêu thử thách cho anh này rồi, anh này đã làm rồi. Một thử thách rất là đơn giản thôi. Em muốn dùng quyền trợ giúp. Em muốn triệu hồi ba của em. Ba em là ai? It's me. Ba thấy thế này. Ba, cái chuyện này con thấy rất là bình thường ba. Bây giờ trong nhà cậu không có con gái mà lại thuộc loại khó bán như nhà tôi. Bây giờ cậu đã sử dụng rồi.
xong cậu lại đòi cậu thử, xong nhỡ không cậu không thích cậu trả với nơi sản xuất, lúc ấy tôi làm sao tôi chịu trách nhiệm được, đúng không? Hàng bóc tem rồi ai dán lại được nữa. Cậu chưa bao giờ mua hàng online đúng không? Thôi con thấy là cái chuyện nó rất là bình thường, còn cái việc con gái của bà thấy nó không bình thường thì coi như là chúng mình không hợp nhau rồi. Tại sao chị nghĩ là anh sẽ bỏ chị đi trong khi chị có thể là người bỏ anh đi luôn á? Sống thử đương nhiên là người phụ nữ là sẽ người bị hại. Tại vì như mọi người thấy là một người đàn ông cho dù là người ta có hai ba đời vợ chăng nữa, họ bước ra đường người ta chính nhìn nhận đó là một người đàn ông độc thân, đỉnh đạt, phong độ. Nhưng mà nếu bạn hai ba đời chồng hoặc là bạn đã từng sống thử với một người nào đó thôi thì người ta nhìn, ôi nhỏ này hồi xưa sống chung thằng này rồi này kia, là tự nhiên cái giá trị của người ta nhìn đến người phụ nữ tự nhiên đó, mặc dù mình không có bị thấp đi trong cái suy nghĩ và cái địa vị xã hội của mình, nhưng mà trong cái ánh nhìn của người ta mình bị kéo xuống rất là nhiều. Tốt được rồi, cảm ơn David. Còn lại sống thử hay không thì đợi đại gia đình vote đã. Ok. Dạ. Rồi. Bye bye chị gái. Vậy thì theo mọi người có nên sống thử hay không? Bây giờ anh em mình nói tốt trước đi. Mặt tích cực chứ, đúng không? Tích cực. Em khá là đồng ý với việc sống thử. Em có một trường hợp người quen là cũng là cô gái người Việt Nam và quen một chàng trai người nước ngoài và đã phải yêu xa một thời gian và không thể hiểu được toàn bộ tính cách của người kia. Chính vì thế không thể mà quyết định được là có lấy nhau hay không, bởi vì là sẽ có một người phải hy sinh chuyển cái chỗ ở của mình về đất nước khác, thì mình không biết cái nền văn hóa đấy có phù hợp với mình không, anh ấy có phù hợp với mình không, nên là bạn ấy đã phải chuyển sang bên nước ngoài đấy, sống thử tầm 2-3 tháng, và khi mà đã thấy là hai người thật sự rất là hợp nhau thì hai người đã lấy nhau và bây giờ sống rất là hạnh phúc. 2-3 tháng sang chắc chỉ quen được búi giờ đấy chứ mấy. Em cũng là đồng ý với cái việc này, tại vì thật ra là Luân cũng đã từng kết hôn rồi, và lúc trước thì Luân yêu bạn đó thì bạn đó ở dưới quê mà Luân thì ở bên Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề chính là khi mà bạn đã đi tới Mỹ rồi mà mình đã bị áp lực giống như là về trả tiền nhà, công việc, bạn ấy phải học tiếng Anh, rất là nhiều thứ nó áp đặt vào thì lúc đó là tụi em bị stress. Mà một khi mà một con người bị stress là cái tính cách thay đổi hoàn toàn, nên là mình sẽ không biết là họ sẽ như thế nào, mà lúc đó thì mình mới phát hiện là hai người không có hợp tính với nhau. Tức là em ủng hộ sống thử. Hai người rất là tiêu cực nhau, không có tích cực. Cái gì cũng nói chung là đạp với nhà luôn. Em ạ. Mời Sarah. Em chưa có kinh nghiệm, nhưng mà theo những kinh nghiệm mà những anh chị em yêu quý trao cho em thì là em nghĩ là nên sống thử. Canh bạn ở đây sống thử không phải là để thấy không hợp nhau là chia tay, mà là nếu mà mình không hợp nhau, mình hãy cố gắng thay đổi vì nhau, vì mình thương điều nhau chỉnh. Nếu mà thay đổi được thật tốt thì lúc đó mình hãy cưới, để sau này về kết hôn với nhau nhưng mình không hối tiếc. Tức là đây là không phải là để đơn giản là hợp hay không hợp để bỏ nhau, mà cũng là để điều chỉnh dần với nhau. Đúng xem rồi. Có hòa hợp không, và nếu không hòa hợp thì tính sao? Thay đổi hay không, cô Tam bảo là sẽ tiếp tục với nhau không? Tại vì đa phần ấy, Salim thì nghĩ về việc sống thử thì có một chút tiêu cực ở chỗ là không có ràng buộc khi mà đến với nhau, và không có ràng buộc khi mà chia tay. Bởi vì nếu như mà cưới thì tổ chức đám cưới vân vân thì rất là áp lực cho cả hai. Nếu như mà hai người không được hợp với nhau thì là muốn ly dị, là ly hôn, cũng có rất nhiều cái khó khăn để hai người đạt ly hôn. Cho nên cái tích cực của việc sống thử là không có ràng buộc. Tuy nhiên có rất nhiều thứ nữa rất là tiêu cực ở chỗ đó. Ví dụ ở trong đạo Hồi và nói chung và ở Palestine nói riêng thì việc sống thử hoàn toàn cấm kỵ luôn, hoàn toàn không có. Vì sao lại đạo Hồi đã cấm kỵ việc đó? Vì phương pháp ngày xưa để tránh thai không có. Theo quan niệm cá nhân của Salim ấy, không phải là ai cũng có ý thức để tránh thai được. Không có ai có ý thức để giữ cái người đó để lấy làm vợ. Bởi vì Salim thấy phụ nữ luôn luôn bị thiệt và bị bỏ ở trong việc sống thử. Dù có vấn đề nhỏ hay là vấn đề lớn cũng bị dễ bị bỏ, chỉ đơn giản vì không có ràng buộc. Anh hiểu. Ở từng nơi, từng vùng thì có nhiều quan điểm khác nhau. Có thể có nơi cởi mở, có thể có nơi thì hơi căng thẳng. Nhưng nói chung ở Việt Nam thì phần lớn, đa phần bố mẹ cũng không ủng hộ con cái mình sống thử. Đặc biệt là con cái mình lúc ấy lại đang lại là sinh viên. Và các cái ca sống thử ở Việt Nam rất ít ca công khai việc đấy. Dustin có một cái muốn hỏi mọi người là khi anh ấy nói là đủ 18 tuổi được quyền sống thử
Nhưng đó có phải là cái tuổi thích hợp để sống thử không? Không. Sống thử là gì? Hoàn toàn là không. Sống thử thì cũng giống như chúng ta đang thực hành một cái cuộc hôn nhân. Đối với Ellie thì những người học sinh sinh viên là chắc chắn là không nên. Đúng rồi. Hoàn toàn không nên. Đúng. Những cái người mà đã đi làm rồi, ổn định về tài chính và đã trang bị cho mình đủ kiến thức xã hội cũng như là kiến thức sinh sản, thì lúc đó chúng ta có thể ngồi xuống để nói với nhau là mình có thể đi đến cái quyết định sống thử hay không. Nhưng mà trước đây chúng ta có một cái tập khác nói về việc là hôn nhân rồi, nói về việc là đứa con sinh ra trong gia đình mà thiếu tình thương của cha mẹ thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó như thế nào. Vì vậy ngày nay có rất là nhiều bạn trẻ họ sợ cái cảm giác là phải trách nhiệm, phải ở trong một mối quan hệ. Chính vì vậy sống thử là một cái phép thử để cho các bạn ấy gạt bỏ cái nỗi sợ của một bên. Không nhất thiết phải bước vào một cái hôn nhân mà bạn ấy chưa sẵn sàng. Bởi vì có rất nhiều bạn trẻ là tâm lý rất sợ cuộc sống gia đình, nghe hôn nhân là kiểu khủng hoảng luôn. Đúng đấy, có một cậu bạn, cậu là nhân viên cũ của anh, cậu không sống thử trước và cậu đến ngày lấy vợ thì phải đến 3 tháng sau cậu mới quen với việc là có vợ nằm cạnh. Sáng nào mà mở mắt ra thấy vợ nằm cạnh cũng định nhảy qua cửa sổ tại vì sợ. Có những người đàn ông độc thân họ rất là sợ, cảm giác không có quen. Không quen người nằm cạnh. Cái hồi mà anh sống một mình ấy, cái nhà của anh đã là vương quốc của anh. Anh biết tất cả mọi thứ ở đâu. Anh nằm ở trên giường này, anh biết rõ là điều khiển TV nằm ở đâu, điều khiển điều hòa nằm ở đâu, điện thoại nằm ở đâu, đại khái là trong tầm tay của anh hết. Thế nhưng mà khi có người yêu rồi bạn gái chỉ đơn giản đến nhà thấy bừa bộn quá dọn lại là anh đã phát điên rồi, buổi tối phải gọi điện em, cái điều khiển em để ở đâu nhỉ? Yeah. Rồi vân vân, tại vì mọi thứ cô sắp xếp lại theo sự gọn gàng của người phụ nữ, bạn gái anh bây giờ là vợ anh. Tuy nhiên là em phải nói là một cái mặt tích cực của sống thử mà em nhìn thấy được là hai người yêu nhau á, khi mà mình không ở cùng với nhau thì lúc nào mình cũng show những cái điều tốt đẹp ra, đúng không ạ? Mình sẽ giấu những điều xấu đi. Và khi mình sống thử ra hoàn câu chuyện hoàn toàn khác, là cái gì mà mình xấu nhất là mình sẽ bộc lộ hết, đối phương nhìn thấy hết. Ok, vậy thì mỗi người có thể đưa một ý kiến cho cái câu hỏi này. Theo các bạn thì khi nào và ai thì nên sống thử? Anh bảo là bao giờ và khi nào đúng không? Thì đủ ba điều kiện này. Thứ nhất là đủ trưởng thành, vật chất, tinh thần. Thứ hai, xác định mục đích sống thử. Vì muốn cưới nhau hay là muốn hiểu nhau thì tìm hiểu nhau, chứ không phải là sống thử để chơi với nhau thôi. Và thứ ba, đó là đảm bảo không đẻ con trong thời gian đang sống thử. Mình không có một cái luật, mình là một người thật sự không thích suy nghĩ. Tại vì sau đó nhìn đầu, mình là một người thích cảm giác. Cho nên nếu mình gặp một người nào đó và thấy, ồ, tôi có thể không biết chàng trai đó nhưng mà cảm thấy là có cái gì đặc biệt thì có thể bắt đầu tùy cảm giác của mình. Cho nên mình không có thể không nói ồ có thể một tháng, một tuần, đó là một quyết định rất là độc lập. Mình phải biết ok, đây là một người tôi muốn sống thử, tôi muốn build một quan hệ. Ok, ghi nhận rồi, xin mời Lily. Thực ra thì đối với em sống thử thì chắc chắn là như lúc nãy chị Ellie đã nói rồi, là người đấy phải thực sự độc lập này và tự có thể quyết định được cái tài chính của mình thì mới có thể sống thử được với nhau, đúng không ạ? Và ngoài ra em nghĩ là nếu mà trong trường hợp như lúc nãy em đã kể, mình phải hy sinh một cái gì đấy vì người nào đó, ví dụ một vị trí ở này hoặc là có một cái cuộc sống mới, văn hóa mới, thì mình cũng nên sống thử những cái lúc đấy. Đấy, em nghĩ là như vậy. Quan điểm của em rất là giống với chị Mikachu. Các bạn đều nói là trong cuộc sống của mình á, nó sẽ tới một cái giai đoạn nào đó mình sẵn sàng để mình sống thử thì mình nên sống thử. Nhưng mà theo Luân, mình phải theo là cái mối quan hệ của mình tới đâu rồi. Tại vì mối quan hệ sẽ theo là giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên, mỗi thứ đều tốt đẹp, rất vui vẻ, đúng không? Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai mới là thử thách. 70% sẽ chia tay, nên sống thử trong cái giai đoạn đó. Mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà cái giai đoạn đó sẽ là tốt nhất để mình trải nghiệm. Đối với em thì trước khi mình sống chung với người khác thì mình nên sống một mình đã. Bởi vì nhiều khi mình sống dưới quản lý của bố mẹ thì mình không được biết chính xác bản thân mình là ai. Sau khi mình đã đủ bản lĩnh để sống riêng, tức là mình sống một mình và mình cảm giác như là mình đang muốn đi tới một giai đoạn của gia đình, thì hãy dũng cảm lên và sống thử. Muốn hỏi CJ là đối với đàn ông nước ngoài á, thì cái suy nghĩ và đưa ra quyết định á, có nên sống thử bạn gái hay không? Cái quá trình đó có lâu không? Cân nhắc nhiều không? Không nên lâu cả, bởi vì đàn ông một khi đã sống chung với một người nào đó thì đảm bảo với tất cả mọi người sẽ rất là lười trong cái việc kết hôn. Mình sẽ cảm giác như là thôi, đã sống chung rồi, đã hạnh phúc thế này rồi, bây giờ còn làm mấy cái chuyện để làm gì nữa. Đúng không? Và cái việc cầu hôn thì mình sẽ không muốn làm đấy nữa.
Mình nghĩ sống thử không làm tăng khả năng ly hôn, nhưng mà cũng không làm giảm cái khả năng ly dị. Tại vì nhiều người nghĩ là khi mà mình sống thử với nhau thì hai người sẽ dần chán nhau, giống như hồi nãy là bạn CJ có nói là khi mà hai người sống chung với nhau rồi thì một thời gian người ta sẽ nghĩ là ủa, bây giờ mình sống chung rồi thì mọi thứ cũng xong rồi thì sao mình phải cưới nhau. Thành ra là mình mới nói là khi mà đến cái giai đoạn mà người phụ nữ quyết định sống cùng với một người đàn ông thì lúc đó là một cái bài toán mà mình nghĩ tất cả mọi người đều phải cân nhắc rất là kỹ càng, chứ không phải là kiểu như một phút sốc nổi em yêu anh yêu em là hai mình về ở chung nhau được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vote cho đề tài là sống thử trước hôn nhân. Các bạn đồng ý hay không đồng ý? Mika không đồng ý. Em không. Thực ra đây là quan điểm riêng của những người trong đại gia đình. Còn với chúng tôi thì chỉ muốn tóm gọn lại một việc là thực ra cái việc sống thử trong tình yêu nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái hạnh phúc hôn nhân của bạn. Tôi chỉ muốn nhắc rằng là trong cuộc sống có nhiều thứ không phải thử là được đâu. Mà đã thử là chúng ta sẽ chịu những hậu quả, hay là thậm chí cũng đôi khi đấy là một cái giá trị về sau. Còn với các bạn đang là sinh viên thì tuyệt đối không. Đấy không là... nha. Yeah. Chúng tôi đồng thuận như vậy. Cả nhà đồng ý không ạ? Đồng ý. Sinh viên thì không nha. Có một cái định nghĩa là tình một đêm, mọi người đã từng nghe tới chưa ạ? Đối với bản thân mình thì mình thấy mình là một cái nhân chứng rất là sống động cho cái câu mà ông bà ta từng nói, đó chính là đừng trong mặt mà bắt hình dong. Khi mình xuất hiện trong giới giải trí với hình ảnh sexy idol, rồi mình làm việc ở nhiều nước, rồi mình về Việt Nam, thì đa phần là mọi người ở cái thời điểm 11, 12 năm trước sẽ nhìn nhận là cô này nếu mà đi theo hình tượng sexy như thế thì chắc chắn là cái tư tưởng sẽ phải rất là phóng khoáng và dễ dãi. Nhưng mà thực tế là hoàn toàn khác biệt. Tại vì mình là một người khá là thuần á về cái suy nghĩ trong cái chuyện mà nam nữ. Thành ra là có thể lần này là lần đầu tiên mình có thể trả lời trước sóng truyền hình với mọi người, những người yêu thích mình, là mình chưa bao giờ có tình một đêm. Với cả tình một đêm ở đây là trên cơ sở cả hai cùng tự nguyện và cả hai phải đủ tuổi theo quy định của pháp luật đấy nhé. Không là cũng vướng vào luật hình sự chưa đúng hết rồi, đúng rồi. Lại còn phải độc thân nữa nhé. Chứ còn là ngoại tình bây giờ là theo luật hôn nhân và gia đình là cũng bị phạt. Đấy. Tình một đêm là ok, gặp nhau còn thậm chí không biết tên của nhau. Oh my god. Em thì em hoàn toàn là không đồng ý. Ủa sao pha bẻ lái này hơi gắt nha. Ok, bởi vì em nghĩ là quan hệ tình dục đối với em là nó là một chuyện rất là thiêng liêng. Hai cái tâm hồn là mình đang kết nối. Và nếu mà mình kết nối tâm hồn này, tâm hồn kia, tâm hồn... Đối với CJ, trước khi CJ có thể quan hệ tình dục với bất cứ ai đó là mình phải có một connection cực kỳ sâu sắc. Hai người mà đến với nhau mà làm chuyện đó mà không phải là vì tình cảm hay là vì tình yêu thì sẽ nghĩ là không khác gì động vật. Vì sự tò mò, đúng không? Đây không phải là đang tò mò muốn thử qua sầu riêng hay là... Ví dụ như mà mình không thử rồi lỡ khi mà mình làm thiệt, mình không có kinh nghiệm gì thì sao? CJ không đồng ý với quan điểm này. Vì mình có thể có một người yêu. Mình đang yêu nhau, mình đang thương nhau và mình làm chuyện đấy với nhau. Mình có thể có kinh nghiệm từ đấy. Chứ không phải là hôm nay tôi đi bar tôi gặp người này, thích quá rồi đấy. Xong, hôm sau lại đi ra chợ. Người này, ôi, người lại là người khác. Lại là hôm khác, lại có rất nhiều tình với rất là nhiều người. Vừa là mang tiếng là F-boy. Nó rất là ảnh hưởng đến cả sức khỏe của mình nữa. Xin lỗi, nhưng mà đặc biệt là CJ và Salim đã một chút sự đánh giá. Trong thế giới Pháp là một nước rất là tự do. Cho nên ở Pháp cái chuyện một đêm thật sự là bình thường. Nhưng có một lý do, có một lý do mình sẽ giải thích là tại sao đã bình thường, không có gì để xấu hổ, không có gì để nói cô gái này không tốt, chàng trai này không tốt, bad boy. No, tại vì khi mình trẻ, chắc là khoảng 12, 13 tuổi, giáo viên sẽ đến trường và giải thích về chuyện này, về chuyện tình dục là như thế nào. Giáo dục giới tính. Và mình biết bảo vệ như thế nào. Tại vì nhiều lần mình không biết điều nào đó và mình cảm thấy đây là một điều không tốt, mình sợ, mình lo lắng. Nhưng
nếu mình biết mình bảo vệ thì có thể sau đó mình bắt đầu thay đổi cái ý kiến của mình. Thực ra là em thấy là em thì không đồng ý với việc tình một đêm. Bởi vì sao? Bởi vì là có rất nhiều đàn ông thì đấy là chuyện bình thường. Nhưng mà chính những người đàn ông đó hay đánh giá những người phụ nữ mà đã có nhiều đêm như vậy. Bảo là một cô gái này rất là hư hỏng, qua bao nhiêu con trai như thế tôi không thích. Đấy thì như thế là cũng rất là không tốt cho cô gái đó. Ba cô gái của chúng ta ở đây thì một cô thứ nhất thì chuyện tình một đêm là chuyện bình thường. Một cô tuy là người phương Tây nhưng mà lại ở Việt Nam lâu thì cô bảo không đồng ý việc này. Không, ở Nga cũng thế đấy. Tình một đêm thì cũng có nhưng mà hay bị đàn ông đánh giá. Đánh giá đúng không? Ok, vậy thì mời em Hansara. Em nghĩ thế nào? Câu chuyện em khá là dài mọi người, có gì mọi người cứ ngồi thoải mái nhé. Ok, mọi người uống nước đi. Tình một đêm nếu như theo ý nghĩa ở bên Hàn Quốc nó là một cái hơi khá là tiêu cực. Nhất là hơi tiêu cực cho các bạn nữ. Em nghĩ là cái chuyện tình... sao khó nói chứ mọi người ơi. Mạnh mẽ lên em. Dạ, em nghĩ chuyện tình dục là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nên cá nhân em không đồng ý việc tình một đêm. Nhưng em không có kỳ thị, em cũng không có phản đối những người mà họ muốn tình một đêm. Tại vì có những người họ chưa có yêu. Mình đang nói là ở đây tất cả mọi thứ nó đều phải tuân thủ những cái biện pháp bảo vệ sức khỏe tình nhưng dục nha. Nhưng mà bảo vệ cái gì? Nhưng mà em đang muốn nói từ nãy đến giờ em và cho mọi người nói. Bảo vệ thế nào mà chắc chắn hai người lạ xa lạ nhau ấy trong cuộc hôn nhân ở bên Ả Rập các thứ phải đi khám tất cả các loại bệnh tật các thứ mới cho cưới. Nếu như mà phát hiện ra bất cứ loại nào kìa, không cho. Bây giờ mình gặp một người lạ dù nhau đi quan hệ như thế này thì khả năng mắc bệnh cũng rất là cao chứ. Không biết là đối với mọi người em có bị lạc hậu hay không, mà bây giờ em khoảng 34-35 tuổi rồi nhưng mà em chưa bao giờ có tình một đêm. Em nghĩ những người mà có tình một đêm nhiều á, nó không phải là điều gì đáng tự hào á, mà em cảm thấy thương những người đó nhiều hơn. Tại vì ở khía cạnh, cái góc nhìn của em cảm thấy những người đó là những người rất là cô đơn. Và họ không tìm thấy được một cái nửa phù hợp với mình. Cho nên là họ cứ rong ruổi đi tìm hoài như vậy. Em có một người bạn và rất thân. Anh ấy hiện tại là 42 tuổi. Và anh ấy có thể nói rằng hầu như tuần nào anh ấy cũng có 2-3 bạn gái và anh ấy chia sẻ với mình. Và chuyện đó cách đây 2 năm là anh ấy xác định là muốn khơi gợi vợ. Đến giờ phút này anh ấy không thể tìm được vợ phù hợp. Và thậm chí anh ấy đang bị bệnh tâm lý, đang bị hoàn toàn mất cảm giác vì tình dục. Oh my god. Rõ ràng bạn đang sợ yêu. Nên là bạn đã cứ đi ra ngoài để cho có được một cái cảm giác là có người quan tâm đến mình thôi. Ok, bỏ qua việc đấy. Thực ra chúng tôi nghĩ như này, khi chúng ta đủ trưởng thành thì cái việc đối xử với cơ thể của chính chúng ta như nào là việc của chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta lựa chọn cách như nào và trân quý đến đâu thì cái giá trị của nó cũng sẽ lớn như vậy. Ví dụ như cái anh bạn của Salim, anh ấy đang nghĩ anh ấy là người đi chinh phục tất cả mọi các cô gái. Nhưng thực ra chính anh đang biến anh ấy trở thành một cái dịch vụ mà ai cũng có thể bước qua. Cái ranh giới giữa một người chinh phục được rất nhiều và cái ranh giới mình là một cái thảm chùi chân mà ai cũng có thể đi qua chùi vào là việc rất gần luôn nhé. Rất mong manh. Và điều đấy thì lại khiến cho một trong những cái nhu cầu thiêng liêng của con người nó lại trở nên quá bình thường và chai sạn. Đấy là tự chúng ta bỏ đi một thứ quý giá. Nên chúng tôi nghĩ ở trong chương trình này thì chúng tôi có thể nói thấy luôn là tất cả mọi người, dù rằng chúng ta tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người, nhưng nếu với mỗi chúng tôi thì chúng tôi không ủng hộ tình một đêm. Chúng ta hãy dành giá trị đấy cho những mối quan hệ mà chúng ta cảm thấy an toàn hơn, chúng ta tin tưởng hơn và chúng ta cảm thấy nó phải cùng nhau làm những điều tốt đẹp. Ok, còn bây giờ ấy, anh em mình phải vote thôi. Tình một đêm. Nên hay không ạ? Yes or no? No. No. Oh, me yes. Xin lỗi. No. Rồi. Mình vẫn giữ một quan điểm là mình vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau. Đúng. Mình không phán xét bởi ý kiến của người khác. Mika đồng ý tại vì Mika muốn sống ở trong một xã hội người ta không đánh giá nhau. Ý là một người muốn có một quan hệ một đêm thì làm đi, nếu an toàn, nếu thích nhau thì đấy là chuyện riêng của bạn. Nếu không muốn thì không sao đâu, mình vẫn bận bề thì thôi. Và chúng tôi xin phép được tạm khép cái chủ đề này lại, chủ đề này nóng quá. Bây giờ anh em còn chủ đề nóng hơn. Trong cái xã hội của Nga và Hàn Quốc như Hansara với lại Lily có chia sẻ, người phụ nữ thường được đánh giá cao hơn khi cô ấy giữ được trinh tiết cho tới khi về nhà chồng. Còn nếu mà khi về nhà chồng mà cô ấy là người không còn giữ được trinh tiết á, thì rất tội cho cô ấy, sẽ bị đánh giá bởi xã hội gia đình. Hư hỏng.
Vậy thì liệu cái chi tiết đó có thật sự là cái để đánh giá cái đạo đức của người phụ nữ hay không? No, nó không phải. Không, không, no, no, no. Không. Bởi vì nếu mà đã không có đàn ông nào mà còn chi thì đừng có bao giờ yêu cầu phụ nữ phải còn chi. Đúng rồi, đó. Chính xác. Trong văn hóa người Ai Cập ngày xưa và đến giờ khoảng gọi là 40% vẫn giữ gìn và mọi người đang cố gắng bỏ xóa bởi vì nó không được đẹp lắm, là khi mà hai vợ chồng gọi là cưới nhau, tất cả họ hàng sẽ chờ ở dưới nhà và chờ đợi một cái chiếc khăn có cái máu của cô ấy. Ellie nói là ở Việt Nam, ở những vùng sâu vùng xa thì cũng có cái tục lệ đó hả? Ừ, hồi xưa cũng có mà. Thì tất nhiên Salim không ủng hộ việc công khai việc đó. Tuy nhiên là việc con gái vẫn giữ trinh là một thứ rất cần thiết và rất quan trọng. Không, 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 không. Thế là, sorry, CJ chỉ phản đối ý của Salim thôi. Là nó không phải là một điều cần thiết, bởi vì sao? Đã có rất nhiều người phụ nữ hồi bé bị chấn thương chẳng hạn. Đúng, đi xe đạp cái đó đúng không? Đi xe đạp hay là bị làm sao đó. Và nó ảnh hưởng đến việc đấy mà mình không thể biết được. Đúng rồi. Còn chính hay không? Không có cái gì đảm đúng, bảo được. Đúng, chính xác. Đúng. Cái việc trinh tiết ở đây nó không liên quan đến cái việc phá cái trinh tiết ấy, mà là liên quan đến việc quan hệ tình dục. Ok. Đấy. Vậy nhưng mà làm thế nào để kiểm tra cho nó chính xác được? Không thể nào. Mà ngoài cái vấn đề đấy, CJ không nghĩ là mình nên đặt quá nặng cái vấn đề là cô vợ của tôi phải là một người con trinh. Từ lúc bà CJ lớn đến bây giờ, CJ chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ lấy một người cô vợ con trinh. Bởi vì CJ làm sao? Gì con trinh đâu. Bởi vì tại trong xã hội không có, không còn, bây giờ không còn mà. Mình có một con hỏi với Salim. Salim nếu lại vợ, Salim có muốn cái vợ của Salim phải virgin hay là không? Tất nhiên rồi. Phải virgin. Bảo sao bây giờ vấn đề? Nhưng mà phải hỏi, mình có phải virgin không? Hả? Không, anh có phải virgin không? Mình đã lấy vợ rồi mà. Nhưng mà cái này là tôn giáo của Salim. Ok. Bình diện chung thì trong quan niệm thì phương Tây có vẻ là coi nhẹ vấn đề trinh tiết hơn là phương Đông. Đó, thì nếu là các em đây, anh em mình lại có đầy đủ cả phương Đông, phương Tây thì các em ủng hộ bên nào hơn? Nói Tây Đông thì cũng không đúng nữa. Em tại không, vì... em nó không đúng. Dạ, em nó không đúng. Nó sẽ tùy vào tùy cái con người đó, tại vì bên Mỹ rất nhiều người không có đồng ý. Anh muốn nghe Ellie Trần nói về cái lựa chọn của mình. Dạ, em lựa chọn là trinh tiết đối với em trong suy nghĩ của em là quan trọng ạ. Tức là đàn ông phải trinh tiết? Mình nghĩ là dù xã hội có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì đối với một con người con gái mà sống ở cái đất nước Á Đông như Việt Nam thì phụ nữ, những bạn gái trẻ xin hãy nhớ dùm cho là khi mà quyết định quan hệ hay là sống thử thì hãy nghĩ tới gia đình mình, hãy nghĩ tới cha mẹ mình và những người xung quanh nhiều hơn. Tại vì có thể là bạn bước ra khỏi cái mối quan hệ đó, bạn buồn, bạn khóc, bạn đau khổ rồi thôi. Nhưng mà cái vết thương, nhìn thấy bạn đau khổ đó thì người xung quanh, những người yêu thương bạn họ còn đau hơn bạn gấp trăm ngàn lần nữa. Ok, rất là rõ ràng. Sau một hồi thì chúng ta có những cái tranh cãi vừa có sôi nổi vừa có lắng động. Mình nhận thấy điều đó trên nét mặt của mọi người. Và phần bình luận đó thì chúng tôi cũng để dành lại cho các bạn, những khán giả đang xem Nhập Gia Tùy Tục. Chúng tôi ở đây vẫn là những người anh em. Dù có tranh cãi đến mức nào như nào thế nữa thì chúng ta vẫn là những người một nhà. Chúng ta vẫn tôn trọng sự khác biệt. Và rất là cảm ơn các bạn đã chia sẻ những ý kiến, chia sẻ những điều thầm kín nhất của các bạn. Đó là điều mà chúng tôi rất trân trọng. Đúng không ạ? Chàng một tràng tay cho chúng ta. Cái quan niệm có thể người này coi trọng, người kia coi trọng, thì cái chuyện trinh tiết về vấn đề vật lý, vấn đề cơ thể nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà vấn đề lớn nhất nó còn nằm ở đây nữa. Yeah. Nếu như đúng rồi. Bạn mà bạn không giữ cái trinh tiết, mà đúng hơn là từ tiết hạnh mà ngày xưa các cụ hay dùng, giữ gìn cái đấy mới là điều quan trọng. Và nó cũng là một cái vật bảo chứng cho hạnh phúc của các bạn, cho hiện tại và cho tương lai. Còn quá khứ hãy để nó sau lưng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau để tiến về phía giữa sân khấu. Ellie xin gửi lời cảm ơn đến chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Rất là cảm ơn các khách mời đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã cho Ellie nhìn thấy được nhiều hơn những cái góc độ trong cuộc sống này, về những cái khía cạnh rất là nhạy cảm. Hồi đầu em sợ nhưng mà cuối cùng em cũng gặp phải. Rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn em. Và đó là Nhập Gia Tùy Tục.
Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Và đừng quên xem chúng tôi vào lúc 20:30 trên VTV3 thứ 6 mỗi tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.